Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta biết là một đời sống mà thiếu hiểu biết sâu sắc thì chắc chắn chúng ta có khuynh hướng là chạy đuổi theo những cái đối tượng ở bên ngoài để vun bồi cho cái tôi hưởng thụ của mình. Như chúng ta thường nói với nhau là những đối tượng mà chúng ta thường đeo đuổi đó là những cái tiện nghi về vật chất hay là những tiện nghi về tinh thần. Những tiện nghi về vật chất thì như là trang sức hay là xe cộ, nhà cửa, quần áo. Hay là những cái tiện nghi về tinh thần như là sự công nhận, sự khen thưởng, sự ngưỡng mộ. Cái đó được gọi là danh dự. Cả hai cái thứ đó gộp lại gọi thành là danh vọng. Rồi quyền lực. Nhưng mà những cái thứ này nó có thể đem cho chúng ta một cái cảm giác sung sướng, thoải mái. Chúng ta định nghĩa nó là một cái thứ hạnh phúc. Nhưng mà nhiều năm trong cuộc đời, chúng ta mới nghiệm ra được rằng những cái thứ đó nó cũng có thể là một cái thứ hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc rất là mong manh. Một thời gian rất là ngắn, chúng ta không còn thấy nó hấp dẫn mình nữa. Rồi chúng ta đổi từ đối tượng này sang đối tượng khác mà chúng ta không có để ý. Để ý có nghĩa là ở trong con người chúng ta nó có một cái nhu cầu rất là thâm sâu, rất là rộng lớn. Mà nếu chúng ta đáp ứng được nó thì nó có thể cho chúng ta có cái một cái trạng thái tâm thức hạnh phúc liền ngay lập tức trong giây phút hiện tại. Có nghĩa là cái cách của nhân loại, của chúng sanh, của những người chưa có những cái hiểu biết thấu đáo về nguyên tắc của vũ trụ này đã đặt để đó, nó không làm cho con người có hạnh phúc lâu bền và thật sự. Mà trong cái sự khám phá của Đức Phật, trong tuệ giác của Đức Phật, thì Đức Phật thấy rằng những cái thứ đó nếu mình từ giả bớt, tại vì nó lấy rất nhiều thời gian, năng lượng và cả những cái phẩm chất trong tâm hồn. 10 năm, 20 năm, 40 năm, 60 năm trong cuộc đời, chúng ta đã mất mát quá nhiều. Nhìn lại một tâm hồn khô cằn, già cỗi, không có dễ dàng chấp nhận, cảm thông, dễ giận dữ, dễ nghi ngờ, dễ tổn thương, dễ tự ái, dễ rơi vào tuyệt vọng. Với một cái tâm thức như vậy thì chúng ta không thể nào có thể có bình an và hạnh phúc chân thật được. Nói tóm lại, cái giá trị bình an và hạnh phúc chân thật nó nằm ở trong tâm hồn của mỗi người. Khi tâm của chúng ta không còn bị nô lệ, không còn bị thao túng bởi, không còn bị điều khiển bởi những cái điều kiện ở bên ngoài. Có nghĩa là chúng ta không có nhu cầu về nó, hoặc là có nhu cầu rất là ít. Có cũng được, không có cũng được. Chúng ta ngồi rất là yên mà không có bồn chồn, không có nao núng. Chúng ta đi rất là thảnh thơi, nhẹ nhàng, như là không có chuyện gì phải giải quyết gấp gáp hết. Cuộc sống nó có vô vàn cái giá trị màu nhiệm. Vũ trụ khi chấp nhận cho chúng ta có mặt là vũ trụ đã thưởng cho chúng ta rất nhiều đặc ân, như là một buổi sáng nắng lên, những cái tia nắng mặt trời ấm áp, rồi những rừng cây xanh đưa ra những cái dưỡng khí để nuôi dưỡng ta. Nếu chúng ta biết quan sát thì chúng ta thấy bốn mùa trời đất đều có tính chất nuôi dưỡng cho sự tồn tại của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không có ý thức được điều đó, chúng ta bị kẹt vào những cái đam mê, thì chúng ta sẽ không tiếp nhận được cái năng lượng đó bao nhiêu cả. Thành ra con người của chúng ta ngày càng trở nên cằn cỗi, yếu đuối, bạc nhược, không có năng lượng sống, là tại vì chúng ta không có xúc tiếp được với những cái giá trị màu nhiệm
luôn luôn hiện bày trong trời đất này. Và những cái lúc tâm của chúng ta nó rời chính chúng ta để ra đi, để đeo bám vào những cái đối tượng mà chúng ta nghĩ rằng nó có thể đem tới cái giá trị hạnh phúc của mình, thì cái trạng thái đó ở trong đạo Phật được gọi là thất niệm hay là vọng niệm. Forgetfulness tức là trạng thái tâm dông ruổi. Khi mà tâm chúng ta nó tách lìa thân của chúng ta, rời bỏ thực tại để mà đeo đuổi những cái đối tượng ở trong tương lai hay là quá khứ, hoặc là nó đang bị kẹt vào những cái phiền não không có giải quyết được, nó rối bời ở trong đó, nó làm cho chúng ta không có nhận thức được một cách sáng tỏ những cái gì đã đang xảy ra trong giờ phút hiện tại, thì cái đó được gọi là thất niệm. Trong khi cái bản chất của cái chữ niệm, người Trung Hoa họ diễn đạt cái chữ niệm nó gồm có ở trên này là một bộ gọi là bộ kim, dưới này một bộ gọi là bộ tâm. Kim tức là hiện tại, tâm có mặt trong giờ phút hiện tại thì được gọi là niệm. Tức là chúng ta không có niệm, niệm chúng ta bị đánh mất. Tức là cái trạng thái tâm nó rời khỏi thân, rời khỏi thực tại. Chúng ta thường sống trong cái trạng thái này rất là nhiều. Thành ra chúng ta từ một người rất là có hiểu biết, chúng ta có những cái phản ứng thái độ giống như là cái người không có hiểu biết. Chúng ta là một cái người trong quá khứ rất là tỉnh táo, nhưng mà khi chúng ta bị thất niệm, chúng ta hành xử như một người u mê, một cái người đang đứng trong bóng tối. Nhưng mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta là người có hiểu biết, chúng ta là người có tỉnh táo. Nhưng mà khi cái tâm nó phóng đi rồi đó, mà chúng ta không có nhận ra, chúng ta cứ tưởng là không có vấn đề gì. Thậm chí có rất nhiều người thích để mà suy tưởng tới tương lai, bỏ ra hàng giờ để mà nghĩ tới tương lai, hoặc là gặm nhấm lại những kỷ niệm của quá khứ và sẵn sàng bỏ ra nửa giờ là một giờ chìm đắm trong những cái đó để làm cái thú vui. Tại vì họ không có bằng lòng với hiện tại. Họ nghĩ cái hiện tại này không đủ đem tới hạnh phúc cho họ. Cái đó là quan điểm của người đó thôi. Tại vì họ có cái mong muốn gì đó mà cái mong muốn đó không được đáp ứng. Cho nên họ nghĩ rằng họ không có cái gì trong hiện tại nữa hết. Trong khi một cái người đứng bên ngoài nhìn vào họ, thấy họ có đủ những cái điều kiện như đó thì rất là ước muốn có được như vậy. Thí dụ như là gì? Tình trạng sức khỏe. Thí dụ như là có một mái ấm gia đình. Thí dụ như là có một cái trình độ nhận thức, hay là một cái thân thể lành lặn, hay là có khả năng có những cái liên hệ tốt ở chung quanh, có công việc ổn định, có người thương quan tâm. Tất cả những cái đó nó không phải là điều kiện của hạnh phúc thì là cái gì? Nhưng mà khi chúng ta đặt ra một cái mong muốn và chúng ta nghĩ rằng nếu cái mong muốn này không có thành tựu được, không có đạt được, thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Ký niệm này nó là một cái thứ vọng tưởng, vọng niệm. Vọng tức là wrong, tức là không có đúng, sai lầm. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta thâm niên, có nhiều năm trong cuộc đời, trải nghiệm, hoặc là chúng ta có bằng cấp, hoặc là chúng ta đã từng chinh phục rất là nhiều người, là những cái ý nghĩ trong ta là hoàn toàn đúng đâu. Chỉ cần một cái ý niệm ở trong ta nó phát sinh ra mà sai lầm, nó có thể chuyển cuộc đời ta sang một khúc quanh khác, là cho chúng ta đi vào trong bóng tối, rơi vào trong vũng lầy khổ đau mà chúng ta không có hay. Thì cái này gọi là vọng niệm. Cái vọng niệm này cố nhiên nó là sản tạo phẩm, là kết quả của một cái quá trình sống trong thất niệm rất là nhiều, mới đưa tới những cái niệm sai lầm. Vậy thì Đức Phật là cái người phát hiện ra được cái nguồn gốc của khổ đau là do cái nhận thức sai lầm của con người mà ra. Thì bây giờ muốn làm cho con người có hạnh phúc, con người có thể chứng được niết bàn, tức là đạt tới những cái trạng thái hạnh phúc niên trường, không có cái gì thay đổi được, thì cái gốc rễ nó
là phải chấm dứt vọng tưởng điên đảo hay là vọng niệm. Mà muốn chấm dứt được cái vọng niệm thì phải ngăn ngừa cái thất niệm trước. Chấm dứt vọng niệm hay là vọng tưởng rất là khó khăn. Bây giờ phải bắt đầu từ thất niệm. Vậy thì phải giải quyết cái anh chàng thất niệm này trước. Thì cái được đặt ra đó là niệm. Bây giờ phải sống với niệm. Trước khi đào sâu về niệm thì tôi lại nói tới một trạng thái khác của tâm. Đó là định. Niệm là mindfulness. Định là concentration. Cái tiếng Ấn Độ gọi định là tiếng Pali là Samadhi. Cái thời ngày xưa Đức Phật dùng cái từ Samadhi. Nhưng mà người Trung Hoa dịch là chỉ dừng lại. Trạng thái bình thường tâm của chúng ta là lao sao, là bận rộn, là tâm con khỉ, gọi là tâm viên. Chúng ta hết suy nghĩ tới điều này lại suy nghĩ sang điều khác. Nhiều khi từ một cái ý niệm này dời qua một ý niệm khác chỉ trong một second thôi, hay là 2 second thôi, rất là nhanh. Và tiếp nối những cái niệm như vậy nó chạy lăng xăng, nhiều khi ở đây mà nó về tới Việt Nam chạy qua tiểu bang khác đi rất là khủng khiếp, hơn là máy bay, hơn là xe lửa nữa. Và mỗi lần nó đi như vậy nó có tính chất nó đốt rất nhiều cái energy ở trong chúng ta. Và nó đi như vậy nó thiếu một cái sự kiểm soát, đi một cách không có kế hoạch, không có một cái sự kiểm soát, cho nên những cái niệm đó nó thường lang thang lạc loài. Đụng đâu nghĩ đó, muốn nghĩ gì nghĩ, muốn chạy đâu chạy, không có một cái chính sách rõ ràng. Thì bây giờ Đức Phật nói anh muốn chấm dứt khổ đau phải không? Anh muốn chuyển hóa cơn giận, anh muốn đập phá được cái tâm nghi ngờ, anh muốn tiêu diệt được những cái thứ ghen tuông hay là thù hận hay là sự sợ hãi trong lòng phải không? Hãy bắt đầu từ cái chỗ này. Bắt đầu từ cái chỗ là hãy đưa tâm trở về. Đừng có cho nó suy nghĩ nữa. Và muốn đưa tâm trở về cho nó dễ đó, hãy tìm cho nó một cái đối tượng. Mà đối tượng đó phải có mặt trong giờ phút hiện tại, mà nó gần với mình nhất, mà nó cần thiết cho mình nhất, gần và cần. Anh có thể nhìn vào một cái bình hoa thật là lâu. Nhìn trong vòng 5 phút, anh làm được chuyện đó. Điều đó chứng tỏ là anh sống rất là khá ở trong quá khứ. Có nghĩa là anh không có phí tổn tâm của mình, không có để tâm mình lạc loài nhiều. Và nếu anh tiếp tục nâng lên 10 phút hay là 15 phút, vẫn giữ sự chú tâm trên cái bình hoa này, không suy tư gì cả, nhìn bình hoa như là bình hoa đang xuất hiện. Giống như lần đầu tiên anh chị được thấy cái hoa này, nhìn bằng cái con mắt đó, rất là trân trọng. Và trong suốt cái tiến trình mà cái tâm nó chỉ dừng ở trên cái bình hoa hướng dương này thôi mà nó không có rời đi đó, thì cái trạng thái tâm thức đó được đặt một cái tên, đó là Samadhi, là định, định tâm. Một thiền sinh dù được tu tập trong bất cứ trung tâm thiền tập nào cũng phải trải qua một cái giai đoạn để mà xây dựng cái định lực ở trong con người của mình ở một cái mức thuần thục. Anh chị có thể mất 3 tháng hay là 6 tháng, nếu cần thì cho nó 1 năm. Có nghĩa là chúng ta không cần so sánh với bất kỳ ai, tại vì mỗi người chúng ta sở hữu một cái tâm thức khác nhau.
Và chúng ta chấp nhận cái tâm thức của mình có. Chấp nhận là một cái bước rất là quan trọng trong thiền tập. Chúng ta đừng có chối bỏ nó, đừng có trách móc nó. Trong quá khứ chúng ta đã dùng nó xài không biết bao nhiêu chuyện rồi. Bây giờ chúng ta muốn tu, chúng ta muốn có cái định lực, và chúng ta quở trách nó nghĩa là làm sao. Cho nên là thiền sinh đến một cái trung tâm thiền tập bằng cách nào đó mà vị thầy hướng dẫn và đoàn thể phải chỉ được cho mình những cái bài tập để giúp mình có được định tâm. Định tâm là nền tảng căn bản của thiền tập. Nếu chúng ta không đi qua được bước này thì chúng ta không thể đi được những bước xa hơn. Định tâm là luôn chuyên chú tâm trên một cái đối tượng duy nhất. Tôi vẫn thường hay dùng cái hình ảnh mà nhiều vị thầy tâm linh dùng, đó là khi ánh nắng của mặt trời rọi xuống, những cái tia nắng đi xuống như vậy mà chúng ta đưa một cái kính lúp ra đón nhận đó, thì ánh nắng nó sẽ hội tụ, tức nó gom lại nhiều điểm, nó gom lại thành một điểm. Và khi chúng ta đặt cái tờ giấy ở phía dưới hay là cái miếng bùi nhùi đó, thì cái lực hội tụ của nó sẽ đốt cháy được cái tờ giấy ở phía dưới. Cũng vậy, khi mà tâm chúng ta được thu về một mối, một mối có nghĩa là thân với tâm nó kết hợp lại với nhau, được gọi là thân tâm nhất như, thì nó sẽ tạo ra một cái sức mạnh. Sức mạnh này có thể sôi thẳng vào trong tâm hồn của chúng ta, vào những cái ngõ ngách sâu kín mà bình thường chúng ta không có thấy được. Nhưng chúng ta nhớ một điều là bản chất của samadhi, của chỉ hay là của định, nó chỉ rọi thẳng vô, chứ tự thân nó không có thấy được cái gì ở trong đó cả. Nó phải nhờ một cái thứ tâm khác, mà cái thứ tâm này nó sẽ dẫn dắt được cho cái định đó. Cái tâm đó được gọi là niệm. Niệm là một trạng thái tâm quan sát, định là trạng thái tâm chuyên chú. Bây giờ tôi dùng cái từ tiếng Việt để các vị dễ hiểu hơn: tâm chuyên chú và tâm quan sát. Chúng ta dễ mường tượng ra hơn phải không? Mà nếu các vị đã thực tập rồi thì nói định và niệm các vị sẽ hiểu ngay. Còn những vị mới thì có thể dùng ba từ để giải thích cho dễ hơn, đó là tâm chuyên chú và tâm quan sát. Nếu như cái phạm vi hoạt động của định luôn luôn bị giới hạn bởi một đối tượng được đưa ra, chúng ta gọi đó là đề mục. Thêm một đối tượng được chọn lựa để chúng ta chú tâm vào. Có phải từ trước giờ chúng ta nhìn mọi sự mọi vật rất là hời hợt phải không? Nhìn thoáng qua. Chúng ta có nhìn mẹ mình bằng cái định lực chưa? Chúng ta có nhìn người thương sống chung với mình mỗi ngày bằng định lực chưa? Nếu chúng ta nhìn bằng định lực thì đối tượng nó sẽ sáng lên. Vậy thì bằng cách nào đó thiền sinh phải luôn luôn có định lực. Nhìn vào thiền sinh, tôi có thể biết được thiền sinh đó có định lực hay không. Khả năng chú tâm trên một đối tượng rất là bền, rất là lâu mà không có dịch chuyển sang đối tượng khác. Nhưng mà cái định này bản thân của nó không có thể chuyển hóa được phiền não. Bản thân của nó không thể đập nát cái guồng máy hoạt động của vô minh, của tự ngã. Mà nó cần một cái tâm khác. Cái tâm chuyên chú nó chỉ là một cái bước cần thiết, trung gian để đưa tâm trở về yên nghỉ, dừng lại. Nhưng mà cái bước tích cực hơn á, mà có thể giúp cho chúng ta thấy được chính tâm hồn của mình á, thì nó cần một cái tâm khác, cái đó gọi là tâm quan sát. Vậy thì trong khi chúng ta đã đạt được một cái mức định tương đối ổn, tương đối vững, mà cái mức này cần trả giá 6 tháng hay 1 năm hoặc là nhiều hơn thế nữa, chúng ta cũng phải làm. Trước khi chúng ta học thêm những cái gì khác,
Hoặc là trước khi chúng ta nghiên cứu những tư tưởng cao siêu màu nhiệm trong kinh điển, chúng ta phải có định tâm. Lúc nào cũng dừng tâm trên một đối tượng. Nhưng mà khi dừng tâm trên một đối tượng như vậy thì cái tâm nó không chạy đi thôi, chứ nó chưa có gì hấp dẫn lắm, mà phải chuyển nó qua một cái trạng thái khác, đó là quan sát luôn cái đối tượng đó. Chúng ta nhìn bình hoa hướng dương này, nhưng mà chúng ta phải quan sát cái gì nó đang xảy ra trên cái bình hoa hướng dương. Các vị nhớ, quan sát cái gì nó xảy ra trên cái đối tượng đó, biết rất là rõ. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 hoa hướng dương. Hoa hướng dương màu vàng, và nó đang đặt cái vị trí trên bàn Phật, ở bên cánh tay phải của Đức Phật. Chúng ta biết rất là rõ. Cái này nó được gọi là mindfulness niệm. Phải quan sát đối tượng đó như thế nào. Nhưng mà Đức Phật nói cái niệm này đó, nó cũng chưa giải quyết rốt ráo phiền não nữa. Phải nâng cho nó một cấp nữa đi. Hồi nãy niệm là quan sát cái gì nó xảy ra trên cái bình hoa hướng dương rồi. Đức Phật nói nếu được, các vị hãy làm thêm một bước là quan sát cái thái độ của mình lên cái bình hoa hướng dương này nữa. Mà các vị nhìn cái bình hoa hướng dương này bằng một cái tâm niệm rất là trong sáng. Ồ, đây là một bình hoa hướng dương. Mà nó không chen vào ý niệm là tôi thích bình hoa hướng dương hay là tôi ghét cái hoa này. Hoặc là cấm như thế này là xấu, cấm như thế ni là đẹp. Không có những cái ý niệm đó chen vào đó. Nó thuần khiết, trân trọng như lần đầu tiên được biết, được khám phá vậy đó. Giống như là lần đầu tiên chúng ta được đặt chân tới một cái miền quê nào hay là một cái cánh rừng nào. Lần đầu tiên chúng ta được gặp một con người nào mà không qua những cái cung, những cái dữ liệu do người khác cung cấp. Chúng ta nhìn họ bằng con mắt trong suốt như vậy. Với một cái thái độ như vậy, Đức Phật được gọi là right mindfulness, chánh niệm. Khó chưa? Niệm được dịch là sati, tiếng Ấn Độ. Và trong thời Đức Phật thì thỉnh thoảng dùng sati hay là thỉnh thoảng dùng vipassana. Dịch là tiếng Tàu dịch là quán. Nó không có rắc rối lắm đâu nếu mình chú ý một chút xíu. Sati nó chỉ là niệm thôi, nhưng mà vipassana là chánh niệm. Vipassana là nhìn xuyên thấu vào trong cái đối tượng đó để hiểu cái guồng máy hoạt động, cái cấu trúc hình thành đối tượng đó. Nhìn phải xuyên thấu vào lòng của nó. Cái đó là looking deeply, là cái đó mới được gọi là chánh niệm vipassana. Vậy thì từ niệm chúng ta hãy bước qua chánh niệm một cách nhanh hơn. Tức là chúng ta nên hãy bước qua chánh niệm, không có cần dừng ở lâu ở trên niệm. Định nghĩa trở lại, chánh niệm là nhìn lên một đối tượng mà không mang theo thái độ yêu ghét hay là chống đối. Nói một cách khác, nhìn bằng con mắt trong suốt. Con mắt trong suốt là con mắt không mang theo thành kiến, định kiến. Thành kiến là kinh nghiệm tích lũy, định kiến là kiến thức tích lũy. Kiến thức tích lũy là gì? Là chúng ta được đọc trên sách vở, chúng ta được nghe giảng pháp thoại, chúng ta được đọc trong kinh điển, chúng ta được học trong trường lớp, chúng ta được nghe người khác chỉ bảo. Nó tích lũy ở trong ta nhưng mà chưa có trải nghiệm qua, chưa có dùng thử. Cái đó được gọi là định kiến. Thí dụ như những cái tập tục, những cái phong tục tập quán của xã hội không cho những người tôn giáo khác tôn giáo lấy nhau. Cái đó là một cái thứ định kiến. Còn thành kiến là chúng ta đã trải nghiệm, chính chúng ta đã trải nghiệm qua rồi. Chúng ta đã gặp một cái con người có cái kiểu nói năng như vậy, mà cái người này đã làm cho chúng ta khổ một lần rồi. Thì lần này chúng ta gặp một cái con người khác cũng với cái giọng nói y chang như vậy, thì chúng ta nghĩ người này cũng có thể làm khổ mình. Cái này gọi là bị thành kiến. Các vị nhớ phải không? Hoặc là cái người này đã từng làm, người này đã từng kính trọng mình rồi, yêu thích mình rồi, cho nên hôm nay chúng ta gặp lại, họ xuất hiện trước chúng ta, thì chúng ta vẫn nghĩ là người này vẫn còn yêu thích kính trọng mình, mà bây giờ họ đã thay đổi rồi. Thì cái này cũng được gọi là thành kiến. Thành kiến nó có hai loại: thành kiến tốt và thành kiến xấu.
Thành kiến là một cái gì đó cũ mà xài lại mà nó không có giá trị trong thực tại nữa. Vậy thì khi nhìn lên một đối tượng, chúng ta thường mang theo thành kiến và định kiến để làm gì? Để bảo vệ mình. Mình nghĩ như vậy đó. Mình nghĩ là mình có hiểu biết, mình có kinh nghiệm, mình có kiến thức. Thì nhìn lên là cứ nó mang theo cái chất độc đó rồi. Thành ra cái đối tượng này nó bị phủ lên một cái lớp cũ. Cái bình hoa hướng dương này rất là mới trong thực tại. Nhất là cái người đó đã từng làm khổ mình rồi, thì không cách nào mình nhìn họ bằng con mắt trong suốt được. Chúng ta rất dễ bị cái đó. Thành ra khi anh chị thực tập thiền thì anh chị phải thực tập cái chỗ đó. Cái chỗ đó là đầu dây mối nhợ mở ra cái chân trời của tự do và hạnh phúc. Mà nếu chúng ta để nó thắt cái chỗ đó hoài thì khổ đau nó còn dài dài. Vậy thì các anh chị hãy kiểm tra lại, mỗi lần chúng ta nhìn lên một đối tượng, chúng ta có nhìn được con mắt trong suốt đó hay không? Nếu có, các anh chị đã thiết lập được chánh niệm. Phạm vi, nếu như phạm vi của định là luôn luôn giới hạn trên một đối tượng thì phạm vi của chánh niệm rộng vô cùng. Tại vì cái chánh niệm nó cho phép mình quan sát không chỉ bình hoa này không mà cả một cái vùng chung quanh bình hoa này nữa. Và nó quan sát luôn tâm của mình nữa. Nó quan sát suốt cái diễn biến quá trình giữa mình và cái bình hoa này nó xảy ra. Cái thái độ đó được gọi là tâm quan sát đúng đắn, tức là chánh niệm. Vậy thì câu hỏi được đặt ra, trong một lúc làm sao mình vừa có định, làm sao mình vừa có niệm được, phải không? Bây giờ chúng ta, trước khi trả lời câu đó, chúng ta ôm trở lại. Đầu tiên chúng ta có niệm, tức là chúng ta đi tìm một đối tượng nào đó để chúng ta đặt tâm lên, là niệm nó có trước. Niệm có trước nha. Chúng ta tìm được một đối tượng rồi, chúng ta đặt tâm chuyên chú trên đó, chúng ta gọi là định. Mindfulness, concentration, sati, samadhi. Và trong khi chúng ta chuyên chú trên một đối tượng, chúng ta mới nâng cấp cái sự chuyên chú đó lên bằng cách chúng ta kiểm tra lại cái thái độ của mình lên cái đối tượng đó. Và chúng ta thấy rất là rõ là chúng ta nhìn đối tượng đó bằng một cái tâm trong suốt thì nó trở thành chánh niệm. Và chánh niệm nó sẽ sinh ra chánh định trở lại. Thế nào gọi là chánh định? Cái chữ chánh á, các vị để ý cái chữ chánh á, trong đạo Phật rất là quan trọng. Chữ chánh là một cái thái độ mà nó loại trừ tâm tham cầu và tâm chống đối. Tức là hễ mình thích cái đối tượng đó thì mình mong muốn nó có nữa, mà mình không thích đối tượng đó là mình bực bội, mình muốn đẩy nó ra. Ở trong chúng ta nó có hai cái chất đó, nó luôn điều khiển của chúng ta. Vậy thì mình ráng giữ cái tâm của mình nó tinh khôi, mặc dù nó chỉ xảy ra được có vài giây thôi, mà ráng giữ cái tâm đó, nuôi cái tâm đó. Cái đó gọi là tâm trong sáng. Nhìn lên một cái đối tượng bằng một cái tâm trong sáng mà không chen vào những cái tạp niệm. Cái khoảnh khắc đó mà nếu mà được nuôi dưỡng á, ở trong nhà thiền có một số vị thầy tâm linh gọi đó là một cái trạng thái không tâm. Nhưng mà tên gọi đó là sai. Làm gì không có tâm chứ. Đó là trạng thái của định tâm. Trạng thái mình nhìn trên một đối tượng mà không bị chen lẫn vào những cái tạp niệm khác. Cũng giống như chúng ta hãy nhìn lên cái bàn tay. Thường tâm của chúng ta, những cái ý niệm nó phát sinh giống đi, giống như đây là cái ý niệm thứ nhất, đây là ý niệm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Những ý niệm nó xảy ra, năm ý niệm nó xảy ra như vậy. Nhưng mà khoảng cách giữa hai cái ý niệm là những cái khoảng trống như thế này, chúng ta không có thấy được. Có khi hai ý niệm nó rất là gần, nhưng mà có khi hai ý niệm nó rất là xa. Nếu cái tâm chúng ta khá, nó chịu dừng yên lại, thì khoảng cách giữa hai ý niệm này nó xa lắm. Vậy thì nó cần có một cái anh chàng tâm quan sát, niệm, chánh niệm, can dự vào để nhìn thấy được cái khoảng này và duy trì nó thật là lâu, thật là bền. Chúng ta nhìn lên một cái bình hoa hướng dương không có nghĩa là chúng ta phải có một cái suy tư gì về bình hoa hướng dương. Nhìn chỉ đơn giản là nhìn, tại vì nó là đang là một cái thực tại hiện ra. Vậy thì chúng ta hãy giữ cái tâm ấy và ráng giữ cho, đừng cho cái ý niệm nào nó phát sinh ra. Hãy giữ cái khoảng trống mênh mông bao la ấy. Hãy nhìn đóa hoa hướng dương như là một thực tại màu nhiệm. Chúa Giêsu một lần đã nói: các con hãy nhìn đóa hoa huệ
nó không có lăng xăng, nó không có xáo động, nó đứng rất là yên, nó chấp nhận cái đời. Sao biết bà mình sao mà không có hiểu được thầy này đạo cao đức trọng như vậy mà bày ra cái chiêu này thì tội chết, nhớ tội nha. Thì cô gái mới hớn hở về, mới kể lại kết quả cho bà nghe. Bà nhà cũng ngồi chờ, nghe xong kết quả bà nổi giận lên, bà nói: có ông thầy tu mắc dịch này, ông ta là một phàm phu tăng, chẳng có ra làm sao cả. Bà ta tới đốt thất của vị thầy đó. Các vị nghĩ sao? Nhưng mà tu mà trở thành một cái khúc củi khô á, thì tu đi làm cái gì? Không còn cái cảm giác gì hết. Mà trong nhà thiền dùng cái cụm từ là ông Phật bằng đá, không còn một cái cảm nhận, một cái cảm giác, một cái cảm xúc gì hết. Đó không phải là đường lối tu của đạo Phật. Cái đó gọi là tà định, wrong concentration. Chà, kiểu này hơi rối ạ. Có nhiều người đang muốn làm cội gốc cây khô đây mà, phải không anh Thầy Thông, phải không Nguyên Thông, còn ai nữa, gọi thêm vài tên nữa, phải không Từng Nhật? Ngày xưa tôi đọc câu chuyện này tôi không hiểu, vậy tôi thấy ông thầy đó tôi chấm quá trời. Tôi nói lý do 10 năm là tại vì ông phải trẻ, phải hấp dẫn, chứ ông 20 năm thì ông già quá rồi. Thì câu chuyện này đâu còn hấp dẫn nữa, phải không? Cho nên tôi chọn cái thuyết 10 năm hơn. Thì tu là phải phải sáng, phải thấy được tâm của mình và nuôi dưỡng tất cả những cái hạt giống trong tâm hồn, cô lập hóa những hạt giống xấu và nuôi dưỡng những hạt giống tốt. Mình có sự xúc chạm, mình cảm nhận nhưng mà không có kẹt vào nó, không có attack mình nó, thì đó mới được gọi là chánh niệm. Có một danh từ khác để nâng cấp cái trình độ của chánh niệm, đó là vô niệm. Vô niệm không phải là không có ý niệm nào nó sinh khởi ra, không có ý niệm nào nó phát hiện ra, thoải mái. Nhưng cái sự thoải mái này không phải bị đối tượng bên ngoài kéo đi, không phải bị đối tượng bên ngoài chọc cho ý niệm nó phát sinh ra, và cái niệm này nó phát sinh một cách có hiểu biết, có thương yêu. Nghĩa là cái niệm nó được phát sinh ra, nó quan sát, nó tiếp xúc với mọi đối tượng, nó cảm nhận được hết. Cái cô gái này, cái da cô ấm thì mình cũng biết da cô ấm chứ. Hay là cái tay cô lạnh thì mình cũng phải biết cái tay cô lạnh chứ. Hay là cô đang run rẩy thì mình cũng phải biết cô đang run rẩy chứ. Hay là cô đang thỏa mãn thì mình phải biết cô đang thỏa mãn chứ. Mấy cái biết đó mà không biết thì tu để làm gỗ đá chứ để làm cái gì? Thì đốt thất là phải. Bây giờ tôi đồng ý cho bà lão đó đốt thất. Nhưng mà anh Tuệ Đức đừng có đốt thất của thầy nghe. Thầy chưa có chỗ khác. Niệm mà không kẹt vào tâm tham cầu và chống đối, đó là vô niệm. Ở trong một vài truyền thống, nhất là thiền của Trung Hoa đó, họ chủ trương vô niệm rất là mạnh, và họ cố giữ tâm của mình trên một cái trạng thái tâm trong vắt. Chúng ta dùng cái từ tĩnh lặng, tức là tâm trong vắt. Cái từ tĩnh lặng này người Trung Hoa, trong thiền tông Trung Hoa gọi là tịch. Nhiều từ ngữ quá ha, các vị phải nghe pháp thoại này, nghe lại bài này nhiều lần. Gọi là tịch, tịch tức là tĩnh lặng, tịch tĩnh. Các vị nhớ tĩnh này là dấu ngã chứ không phải tĩnh dấu hỏi, tại vì chúng ta có cái chữ tĩnh nữa. Tĩnh là tỉnh thức, awareness, còn cái tĩnh này là stillness, tĩnh lặng. Khi cái tâm tĩnh lặng thì nó chỉ là định thôi, có phải vậy không? Cái định thì đâu có giải quyết được cái gì. Như chúng ta nói, nó phải có niệm. Vậy thì tĩnh lặng nó phải có cái sự chiếu soi. Từ khác gọi là hằng chiếu. Hằng là thường, liên tục. Chiếu, hai cái từ gộp lại gọi là tịch chiếu. Đây là tóm tắt ở trong thiền tông Trung Hoa, tóm tắt cái tông chỉ của họ. Chúng ta gọi là định và niệm theo cái dòng thiền của Nguyên Thủy, hay là Samadhi và Sati, hay là Vipassana và Samadhi. Nhưng ở trong truyền thống của Trung Hoa, người ta gọi là tịch và chiếu. Nó cũng tương tự. Tịch tức là định, mà chiếu tức là niệm. Cái mặt hồ khi nó hết còn bị gió thổi lăng xăng, nó đứng yên như vậy nè, ta gọi là mặt hồ tĩnh lặng, phải không? Nhưng nó phải trong suốt để khi chúng ta nhìn vào trong đó, chúng ta thấy cả một bầu trời xanh đang hiện ở trong đó, hay là một cả một vầng trăng đang hiện trong mặt hồ đó. Cái đó gọi là cái tính sáng tỏ, cái tính chiếu soi. Tịch nhưng mà phải có chiếu.
Thế ông thầy này ông có tịch nhưng mà ông không có chiếu. Ông chỉ dừng lại cái cuộc chạy đua về phiền não thôi. Nghĩa là không phát triển về phiền não. Nhưng ông không có hiểu cái gì ở trong tâm ông cả. Ông chưa có phá vỡ được cái guồng máy của phiền não. Thành ra Thiền Tông Trung Hoa nói một cách rất là mạnh mẽ. Nếu mà tịch mà không có chiếu thì công giả tràng chẳng được gì cả. Anh tu mà anh chỉ có định thôi thì anh trở thành khúc củi khô, anh trở thành ông Phật bằng đá, thì nó còn tệ hơn là anh là một thực tại màu nhiệm với chính anh. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta cần phải đi ngang qua cái giai đoạn của định. Chứ nếu mà chúng ta chỉ có niệm thôi đó, thì giữa cái vọng niệm với cái chánh niệm đó trong đường tơ sợi tóc, mới chánh niệm đó thì trở thành vọng niệm liền ngay lập tức. Vậy thì tôi đã bỏ ra 3 năm hay là nhiều hơn thế nữa để mài dũa cái định của mình. Để khi mình muốn chú tâm trên đối tượng nào là cái tâm mình nó chỉ ở trên đối tượng đó, nghe lời mình rất là ngoan ngoãn. Thì các vị cũng nên làm như thế để có được cái nền tảng. Vậy thì khi chúng ta bước đi, chúng ta phải có định lực chú tâm trên cái bước chân của mình. Khi chúng ta nói, chúng ta phải chú tâm trên cái lời nói của mình. Khi chúng ta rửa chén, khi chúng ta tiếp xúc bất kỳ đối tượng nào, chúng ta cũng chú tâm trên đối tượng đó. Mặc dầu trong lúc đó, nếu mổ xẻ cho kỹ, trong đó nó có định và niệm nằm ở trong đó. Tại vì chúng ta biết chúng ta đang nói cái gì, chúng ta đang biết chúng ta đang rửa chén như thế nào, chúng ta biết cái đối tượng nó như thế nào. Nhưng chúng ta là cái người thiền sinh đầu tiên thì nhấn cái phần định nhiều hơn. Có nghĩa là chỉ chú tâm trên nó thôi, mà không cần biết nó là cái gì cho phức tạp. Các vị hiểu không? Các vị có công phu 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm mà cái định nó mạnh rồi đó, lúc đó các vị cứ thoải mái để mà quay trở về nuôi lại phần chánh niệm. Lúc đó các vị nhìn đến đối tượng nào là phải quan sát liền, có cái gì nó đang xảy ra trên cái đối tượng đó, hay là cái thái độ của mình đối với đối tượng đó như thế nào. Nhưng khổ nổi, khi chúng ta đến một cái trung tâm tu tập, người ta phải giới thiệu cả hai cái này, niệm và định cùng một lúc. Tại vì không thể giới thiệu định không. Lý do là mỗi người có một cái trình độ khác nhau. Có người chỉ cần 3 tuần là họ giải quyết cái phần định của họ xong. Dễ sợ như vậy đó. Có nghĩa là có một mức định lực rất là rõ rệt. Thì mình cứ ngâm họ, chờ họ hoài thì tội nghiệp. Thành ra mình phải giới thiệu về niệm. Nhưng mà những cái người cái tâm nó cứ chạy hơn là con khỉ nữa. Chứ không phải là con khỉ, con ngựa. Tâm viên thì ý mã. Mà được giới thiệu về niệm thì chụp vô niệm liền. Thấy niệm sướng quá, đâu có cần phải chú tâm cái gì đâu, cứ quan sát thôi, cứ quan sát thôi. Thì cái sự quan sát này nó dễ trở về cái tật cũ, đó là vọng niệm. Thế cho nên các vị thầy giỏi thường rất là khắt khe, bắt học trò mình phải vô khung, phải vô cái phần định, nuôi dưỡng định cho thật sâu, thật là bền, rồi hãy phát triển về phần niệm. Có những vị thiền sinh tu lâu năm mà không có tiến bộ được là bị chìm đắm trong cái định đó. Tại vì định tự thân nó cho chúng ta rất nhiều hỷ lạc. Cho nên ở trong nhà thiền gọi là định sanh hỷ lạc. Bản chất của concentration nó có thể tạo ra cái peaceful, cái happiness, nhiều cái trạng thái rất là hấp dẫn. Nhưng nó không giải quyết được phiền não. Nó làm cho thần kinh chúng ta êm dịu, và thay vì đổi lấy những cái dục lạc ở ngoài đời thì cái này nó là một cái thứ cảm giác hấp dẫn mà không đưa tới khổ đau. Nhưng bản thân nó không giải quyết được những cái khó khăn trong lòng của mình. Cho nên cái niệm sanh hỷ lạc, cái niệm mới thật sự là giải quyết tận gốc rễ. Giờ sổ nho tiếp nữa nè. Này mình phải nhát anh Nguyên Thường mới được. Ở trong Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có nói như thế này. Đây là một cái văn bản, một cái văn học thiền rất là quan trọng của Thiền Tông Trung Hoa. Nhược kiến nhất thiết pháp, bất nhiễm trước, thị vi vô niệm. Định nghĩa về vô niệm thì Lục Tổ Huệ Năng là một vị thiền sư nổi tiếng của Trung Hoa,
đã định nghĩa thế này: nếu anh tiếp xúc với mọi đối tượng như thuyết pháp RBS mà anh không bị kẹt vào nó, bất nhiễm trước là không có attachment, bất nhiễm, thì anh đã đạt một cái trạng thái niệm rất là tuyệt vời, một cái trạng thái tâm linh tự do, thảnh thơi vô cùng, đó là vô niệm. Chứ không phải anh tu để lánh xa cuộc đời, để anh chạy trốn tất cả. Nhưng các vị ơi, tâm của chúng ta cũng khó mà tin nổi. Thành ra thỉnh thoảng chúng ta phải chạy trốn. Chúng ta phải giảm bớt sự tiếp xúc ở môi trường. Nghĩa là muốn xây dựng được định, các vị phải cất tu viện. Các vị phải có một cái không gian thiền ấm cúng. Các bạn cần có những người bạn đồng tu, tu chung pháp môn với mình, để thường trực nhắc nhở mình qua cái bước chân, qua cái hơi thở, qua cái ánh mắt nhìn của họ. Thì cái tâm con khỉ, cái tâm con ngựa chúng ta nó mới chịu dừng lại để mà an trú trong hiện tại. Chứ không thể nói là không sao, tôi không có cần cái định bao nhiêu, tại vì tu là phải giúp đời giúp người, tu là phải tự do thoải mái. Tu mà vô khuôn thì cực khổ quá, có nhiều người đã nói như vậy. Đó là lý luận của một người còn đầy dẫy phiền não. Khi nào mà anh đạt được một cái mức định vững chãi, khi nào anh có một cái mức niệm vững vàng, thì anh được nói câu nói đó. Còn đằng này anh chưa có định gì hết, chưa có định gì hết, chưa có niệm gì hết, mà anh nói như vậy là cái phiền não anh nó đang lên tiếng đó. Anh cần cái sự thoải mái theo cái kiểu là anh muốn gì làm nấy, mà không cần biết hậu quả ngày mai. Nói một cách hơi vui một chút là những người mà có cái nghề nghiệp là kỹ sư thì có vẻ như là chịu anh định lắm, tại vì sống theo khuôn quen, tại vì chính xác trên từng con số, cho nên rất là vô anh định, rất là dễ nhập định, phải không? Còn mấy người mà có tính nghệ sĩ rất là ưa anh chàng niệm, ưa anh chàng niệm hay ưa anh chàng minh niệm không biết. Cái chữ minh niệm, sẵn giải thích cho các vị hiểu cái chữ minh niệm. Minh niệm nó hơn hẳn cái chánh niệm bình thường. Khi mà cái niệm mà nó sáng tới một cái mức đầy đủ thì cái đó được gọi là minh niệm, có nghĩa là nó tham dự vào cái cảnh giới của tuệ rồi. Mà không biết đã tham dự chưa. Vậy thì những người có cái tính nghệ sĩ đó, hoặc là thi sĩ, hoặc là văn sĩ, những cái ngành nghề nào mà không có thích ràng buộc, không có thích khuôn khổ, và cần phải có sự sáng tạo, cần có sự tưởng tượng, thì cái tâm họ nó bay bay nhảy hơn cả là hỏa tiễn nữa. Cho nên họ có vẻ như là ưa niệm lắm, có nghĩa là được quan sát, được ghi nhận nhiều thứ. Thì cái hổng nó bắt đầu từ chỗ này. Nghĩa là những anh chàng nào mà làm nghề kỹ sư á, thì nên phát triển niệm nhiều hơn. Hả anh Trần Đại Dũng? Còn anh chàng nào mà có tính chất nghệ sĩ, mà người nay nghệ sĩ không thấy nhiều lắm, thì nên phát triển cái định lực trở lại. Nói vui vậy thôi, chứ các vị tự kiểm tra mình. Nhiều khi mình cũng có nhiều cái chất không phải là một nghệ sĩ, nhưng cái tâm mình nó thích bay nhảy, thích tưởng tượng, thì mình nên nhấn cái phần định nhiều hơn. Gom lại, Đức Phật nói muốn giữ cho cái quá trình thiền tập nó được cân đối, thì các vị phải giữ niệm với định bằng nhau. Đó là lý tưởng nhất, đó là tuyệt nhất. Cái sự thông minh của một thiền sinh là biết như thế nào để cân đo đong đếm cái lượng niệm và cái lượng định cho nó hợp lý. Nhưng các vị thiền sư vẫn mách riêng với chúng ta rằng: này các vị muốn đạt được cái thứ mà các vị đeo đuổi lớn lao nhất trong đời. Hôm qua đi lên trung tâm sinh thức có anh tên là Minh Tuệ. Anh nhờ tôi viết calligraphy cho anh cái chữ duy tuệ thì nghiệp. Tức là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của một người hướng về tâm linh. Tức là mục đích cao cả nhất là trí tuệ. Tôi có hỏi anh là: vậy anh đã đầu tư vào nó bao nhiêu phần trăm? Thì anh nói mới có chút xíu à. Thì dù vậy cũng được, miễn mình có cái mục tiêu đi tới là như vậy. Vậy thì cái mà có thể làm ra được cái tuệ đó, cái wisdom hay là cái insight đó, là gì các vị? Là chánh niệm. Nói một cách khác, cái trạng thái đỉnh cao nhất của chánh niệm đó là trí tuệ.
Nhưng không thể nào chỉ có riêng mình chánh niệm mà làm được, mà ở bên trong vẫn có sự ngấm ngầm nuôi dưỡng của chánh định. Các vị nhớ là cái giai đoạn mà phát sinh ra trí tuệ là giai đoạn của chánh niệm, chứ không phải là giai đoạn của chánh định, nhưng vẫn có sự nuôi dưỡng của chánh định. Vậy thì chúng ta nhớ tới cái chùm liên kết các vị đang nghiên cứu giáo lý đạo Phật. Các vị nhớ chùm liên kết là giới, định, tuệ, gọi là tam vô lậu học. Bữa nay nhồi nhét kiến thức chút xíu ha. Cái này là sila, samadhi, vinaya, thì prajna. Prajna là tuệ, tức là precept, rồi concentration và insight. Chúng ta không thấy có cái niệm nào trong này hết. Vậy thì nếu các vị hiểu giới là giới, định là định, thì cái chùm này nên bỏ đi. Nó không có giá trị gì trong này hết. Không bao giờ có được cái chuyện này. Nếu giới là giới, định là định, mà nó thành được tuệ nổi, tôi thua. Các vị phải hiểu rằng cái chùm liên kết này nó chỉ tồn tại khi ở trong giới luật nó phải có niệm. Chúng ta theo khuôn, nhưng ta phải hiểu được cái đối tượng và chính mình. Mình bắt con mình theo khuôn, nhưng mình phải hiểu được tâm tính của nó. Chứ bắt nó làm theo cái ý của mình thôi thì đổ vỡ liền. Có phải không? Giới mà không có niệm. Mà bản thân của giới nó phải là niệm mới được. Giới nó phải là một phần của niệm. Định cũng vậy. Như đã nói, trong cái sự lặng yên đó nó phải có sự chiếu soi. Chứ cái tâm mà lặng yên mà không có biết cái gì hết thì thành ông Phật bằng đá và khúc củi khô. Cho nên cái định này mình không có cần. Vậy thì ở trong giới phải có niệm, ở trong định phải có niệm, thì cái tuệ này mới là cái chuyện có thể xảy ra được. Vậy thì chúng ta trở lại cái tiến trình tu tập của chúng ta. Chắc là cái bài này sẽ nói thêm một buổi nữa, nó mới diễn đạt đầy đủ hơn được. Cái tiến trình tu tập của chúng ta là đi từ giai đoạn là cái tâm dông ruổi, tâm con khỉ, tâm chạy lăng xăng theo những cái điều không có nuôi dưỡng được cái giá trị hạnh phúc chân thật. Chúng ta dừng nó lại. Làm được giai đoạn này đi các vị. Đừng có học cái giáo lý gì cao siêu hết. Cái giáo lý cao siêu mà nó khiến mình không có định được thì giáo lý nó nguy hiểm vô cùng. Và cần phải đốt đi, cần phải dẹp qua một bên. Bất cứ một cái gì ở trong nhà thiền họ cung cấp cho mình làm mất đi cái sức định của mình phải khôn khéo từ chối. Nếu các vị được mời làm ban chăm sóc hay là ban tổ chức mà các vị không có bước chân của định, không có cái nhìn của định, không có cái tư duy của định, được nuôi dưỡng từ định, thì các vị nên xin không có làm công việc đó nữa. Cái mục đích chính của chúng ta là phải nuôi được định. Mà đến đây chỉ nuôi được cái tài năng của mình thôi thì nguy hiểm vô cùng và lạc đường rồi. Chúng ta cần phải tỉnh táo để xác định lại cái mục đích chính của mình. Mục đích chính của chúng ta đến đây là để thực tập một đời sống có bình an và hạnh phúc chân thật. Mà cái bài tập đưa ra và cái điều phải bắt buộc nó gần như là một quy luật của bất cứ cái nhà thiền nào, đó là tập định tâm, one pointed mind, nhất tâm điểm, chú tâm trên một đối tượng. Nhìn cái cột thì đứng nhìn, nhìn người đối diện phải đứng trên, nhìn cho thẳng. Và có một lúc nào đó chúng ta thấy cái xác định mình rất là khá, không có dễ chuyển dời đối tượng, thì chúng ta hãy phát triển cái phần quan sát, tâm quan sát, tức là niệm. Và khi các vị có được cái nền tảng của định mà phát triển được cái tâm quan sát, các vị thích vô cùng thích. Đó là một cảnh giới không ai có thể diễn đạt nổi. Cũng như khi ở trong nhiều bài pháp thoại trước, tôi nói các vị, khi chúng ta nhìn vào chính mình, dòng cảm thọ hay là tâm ý của mình, thì tôi đã đề nghị các vị làm bài tập này. Hãy gọi đúng tên tôi, gọi đúng tên, có phải không? Và chúng ta tổ chức nguyên một cái khóa tu 2 ngày ở trong cái công viên, có cái chủ đề là hãy gọi đúng tên tôi. Mặc dù trong cái khóa đó, cái gọi đúng tên này diễn đạt trên 2 cái ý nghĩa. Một là gọi đúng tên cái đối tượng mình đang tiếp xúc. Các thiền sinh mình sinh hoạt mình phải gọi đúng tên chứ, mà mình phải có cái chánh niệm chánh định thì mình mới gọi đúng tên người ta được.
Cố nhiên là có nhiều cách để mình thể hiện chánh niệm chánh định của mình khi mình tiếp xúc với họ, chứ không nhất thiết là phải nhớ tên mới có chánh niệm chánh định. Nhưng mà trên cái nguyên tắc xã giao và tâm lý học và tôn trọng đối phương thì nó bắt mình phải nhớ cái tên đối tượng đó, và khi mình gọi đúng tên họ thì họ hạnh phúc vô cùng. Và ngược lại chúng ta cũng vậy phải không? Tuệ thông mà gọi là nguyên thông là chắc tuệ thông cũng buồn lắm chứ. Vậy thì cái bài tập thứ hai là phải gọi đúng là mình đang có một cái tâm rất là hân ha, hân hở, đốt lửa trại như đó, chưa có đã thầy ơi, cho thêm nửa tiếng nữa, phải gọi được cái tên của nó. Hay là nửa đêm mà tới giờ người ta biểu mình đi ngủ rồi mà cái tâm nó còn rộn rã vui quá, thành ra mình phải hàn huyên với nhau thêm một giờ nữa, làm cho bao nhiêu liều không ngủ được, thì mình cũng phải gọi được cái tên của nó. Và khi mà thiền sinh người ta góp ý ban chăm sóc của mình, nói mình chưa có am hiểu gì về cái giờ giấc của công viên, mình hơi khó chịu, thì mình phải gọi được cái tên của nó. Cái tên là hơi bực, hơi khó chịu. Thì tất cả những cái tên đó, đó chúng ta đã được thực tập trong thời gian qua. Nhưng bây giờ tôi muốn các vị bước lên một bước nữa, xé bỏ. Nếu các vị đã gọi chính xác, chúng ta hãy làm bài trắc nghiệm 100 đối tượng. Và gọi được 100 đối tượng đúng tên. Tôi có thường nói với thiền vị là khi thiền vị cầm cái chai, gọi đây là cái chai cho thầy. Mở vòi nước, gọi tôi đang mở vòi nước. Đang suy nghĩ vẩn vơ mà phát hiện mình suy nghĩ vẩn vơ thì gọi là tôi mới vừa suy nghĩ vẩn vơ. Hay là lo lắng mà phát hiện ra được là tôi đang lo lắng. Hãy tập như vậy một thời gian đi, để cái bộ nhớ mình nó hoạt động tốt trở lại. Các vị mà bộ nhớ nó có vấn đề là do không gọi được tên của đối tượng trong hiện tại, mà để cái tâm nó chạy đi tùm lum hết. Nhưng mà nếu các vị đã gọi được một thời gian mà gọi rất là chính xác, thì các vị không được gọi tên nó nữa, tại vì nó không có cái tên đó. Các vị nghĩ cơn giận là gì? Các vị tưởng tượng về cơn giận như thế nào? Các vị nghĩ về cái tâm mong cầu như thế nào? Các vị định nghĩa nó ra sao? Không có từ ngữ nào định nghĩa được nó. Nó là một cái trạng thái mỗi lúc mỗi khác, mà nó chỉ là một đại diện của những phiền não đang chi phối thôi. Giống như chiếc lá, bản thân nó không phải là chiếc lá, nó là đại diện hợp thể của vũ trụ, đúng không? Vậy thì chiếc lá là cái giả danh gọi cho vui, để phân biệt với cái thân hay là cái đóa hoa thôi. Chứ phải hiểu sâu là trong chiếc lá nó hàm chứa cả một cái hợp thể. Vậy thì một cái ý niệm nó được phát sinh đó, là nó chứa một cái cả một cái hợp thể, và mỗi lần nó biểu hiện là mỗi lần khác. Các vị nếu mà dán cho nó một nhãn hiệu đây là cơn giận, thì lập tức các vị sẽ có thái độ đối với nó. Cái gọi tên nó sẽ đưa tới cái thái độ yêu thích hay là chống đối. Nếu mình gọi cái tên nó là một cái tâm hồn bao dung, hay là một cái sự nhẫn nhục chịu đựng, hay là một cái sự thương yêu, thì chúng ta thích cái tâm đó, đúng không? Còn nếu cái tâm này nó là sự bực tức, sự ghen hờn, hay là sự ích kỷ nhỏ nhoi, mà gọi cái tên nó thì đau vô cùng. Có những thiền sinh tôi thấy được họ đau khi mà họ gọi được cái tên phiền não của họ, họ không chấp nhận được. Nhưng tôi không có mời thiền sinh đó bỏ cái giai đoạn này, thiền sinh đó phải gọi. Và tôi để cho thiền sinh nó đau như vậy, gọi được cái tên phiền não của mình, để hiểu được mình đang có những cái gì nó đang hoạt động ở trong đó, hiểu được phiền não của mình. Nhưng bây giờ tôi nói lại, để hiểu một phần nào đó, một cái mặt nào đó của phiền não của mình thôi, chứ cái cách gọi tên này nó không hẳn là tất cả. Tôi đã nói với vị thiền sinh đó, mình đừng có cho rằng cái phiền não này là hoàn toàn con người của mình, nó chỉ là phiến diện, là một phần của cái tổng thể mình thôi. Và cái con người dễ thương, ngọt ngào, nhẹ nhàng, thư thái của mình trong quá khứ, nó cũng là một phần của mình, và nó vẫn còn đó. Nghĩa là trong ta có hạt giống tốt và hạt giống xấu, và mỗi lần nó xuất hiện, chúng ta chỉ cảm nhận nó một cách trực tiếp, nó là một cái trạng thái như vậy thôi, chứ nó không có cái tên gọi rõ ràng, và nó không phải tồn tại vĩnh viễn. Cái đó được gọi là trực giác. Nhìn thẳng vào thấy cái gì nó như thế nào mà không dán nhãn hiệu, không gọi tên, trực giác. Trực giác mà nó bùng nổ thì trở thành giác ngộ thành Phật.
còn vô nói nữa không? Thôi thì chúng ta tóm lại ở đây đi, buổi sau chúng ta tiếp tục nữa. Tóm lại là một thiền sinh mà lúc nào nhìn thấy cũng tươi mát, có chiều sâu, nở nụ cười, đi đứng thong dong, là chắc chắn thiền sinh này họ nuôi dưỡng được niệm và định. Và niệm của định họ rất là cân đối. Nhưng nếu thiền sinh đó muốn tiến xa, nghĩa là phiền não nó còn đó, nhưng mà muốn tiến xa để gột trừ phiền não, thì các vị thiền sư vẫn mách với mình rằng, này các vị, mình thỉnh thoảng hãy nhấn cái phần niệm nhiều hơn. Niệm mới là trái tim của thiền tập. Chánh niệm là trái tim của thiền tập. Nó quyết định cho cái phiền não mình rụng rơi và đưa mình tới chân trời giải thoát. Vậy thì tóm tắt là khi nào cái tâm mình nó dao động quá, nó lao sao quá, thì mình nuôi dưỡng cái gì nhiều hơn? Định nhiều hơn. Còn nếu cái tâm mình nó lu mờ, nó không nhận biết rõ ràng cái gì hết, thì nhấn cái phần niệm nhiều hơn. Mà khi mình thấy mình không có cần phải nhấn cái gì mà nó không có làm con người mình nó mất cân đối, thì cứ giữ trạng thái niệm định nó cân bằng. Vậy thì khi mình thực tập mà mình gặp khó khăn, có thể là do niệm nó nhiều quá, làm cho mình nặng cái đầu, mình rơi vào một trạng thái là nó đông cứng cái đầu mình lại và rất là nặng nề. Tại vì cái niệm mình nó nhảy qua cái suy tư rồi, qua cái vọng niệm rồi, thì mình buông tất cả những cái đề tài quán chiếu đó ra, hãy trở về với định tâm, nhìn cái đối tượng nào như đối tượng nó đang hiện ra thôi, khỏi cần phân tích, khỏi cần chia sẻ, khỏi cần tìm hiểu. Định rất là khỏe. Nhưng nếu mà cái định đó càng ngày nó càng lu mờ, nó làm mình không có nhận ra được cái gì hết, thì hãy phát triển cái phần niệm trở lại. Mà nếu mà các vị đã nắm được niệm rồi, nắm một cách tự do thoải mái, các vị sẽ hưởng một cái khung trời, một không gian tuyệt vời. Nhìn đâu cũng thấu suốt, nhìn đâu cũng hiểu ra cái vấn đề. Mình thấy người này khổ là biết tại sao khổ. Mình thấy mình giận người kia là mình biết tại sao mình giận. Niệm nó đọc được rất là rõ, nó soi thấy rất là thấu đáo những cái ngõ ngách tâm lý mà không có thực tập là không thấy được. Nghĩa là nhiều khi mình hay định nghĩa con người mình lắm. Này anh, con người tôi là như thế này nè, hay là tôi giận người kia là tại cái lý do này nè. Nhưng mà một người có niệm, có định sâu rồi, họ thấy mình định nghĩa trật lất. Mình không thể thấy được tâm của mình hiểu lầm tâm của mình. Tâm của mình một đường mà mình định nghĩa một ngã, tại vì mình đứng ở cái vị thế mờ, lu mờ. Một cái trường hợp thứ hai mà tôi hay nói với một thiền sinh ở đây, đó là chủ quan. Chủ quan tức là chủ là mình, tức là mình nhìn ở góc độ của mình mà mình quên quan sát một đối tượng xung quanh hay là hoàn cảnh. Thí dụ như mình lái xe trên con đường này mà quét về xi nha, thì các vị thấy con đường nó khủng khiếp lắm phải không? Vô đó là không có cái signal của cái direction, nó không có hướng dẫn được, cell phone không gọi được. Mà khi mình chọn con đường này rồi là mình phải tự hỏi mình rất là nhiều lần, mình có chắc hay không? Mà nếu mình không chắc, mình phải hỏi những người đi chung mình là có thể con đường này hay không. Nhưng mà mình nhớ là mình đã vô đây 3 lần rồi thì phải đúng chứ. Nhưng mà mình tin cái tâm mình nó chắc mẻm tới mức như vậy, và mình đã chạy trên nó mất 1 giờ 2 giờ mà vẫn không tìm ra cái điểm mình muốn muốn tới, thì cái này gọi là chủ quan. Chủ quan tức là mình không chịu quan sát thực tế, vẫn dùng kinh nghiệm cũ, kiến thức cũ để mà ứng xử, hoặc là thiếu quan sát những người chung quanh. Thí dụ như mình thấy người thương mình đang rất là khổ, họ than mình, họ trách móc mình thế này thế nọ, mà mình nghĩ là mình làm biết bao nhiêu chuyện để mà cho họ rồi, mà họ còn muốn cái gì nữa, cái này là quá đáng. Nhưng mà mình chủ quan, tại vì cái thời gian gần đây tuy mình có làm nhiều, nhưng mà mình cũng làm nhiều điều tốt, nhưng mình cũng đồng thời làm nhiều điều xấu. Hoặc ít nhất là mình sống ở dạng neutral, không có quan tâm gì người ta, lãnh đạm, thờ ơ, mà mình cứ tưởng rằng là mình đang thương yêu họ, thì cái này được gọi là chủ quan, phải không? Vậy thì khi mình nhìn lên một đối tượng thì mình rất là dễ chủ quan. Chủ quan là mình biết đối tượng này rồi, thành ra không cần quan sát nữa, thì chúng ta vẫn rơi sập vào cái wrong perception, hay là
xảy ra bao nhiêu rắc rối và khổ đau. Cho nên một cái người tu thiền họ nhạy bén cực kỳ, một tiếng động đi ngang qua, một cái hình ảnh đi xuyên qua, một cái câu chuyện, một cái tình huống xảy đến là họ đã hiểu được nó từ đâu tới và cái guồng máy hoạt động nó như thế nào, rất là nhạy bén mà họ không vận dụng gì cả, nó như là một cái thứ rất là tự nhiên. Tuy nhiên tôi vẫn nhắc các vị chỗ này, một cái người mà vốn thông minh, một cái người vốn hỏi là trả lời liền, có nghĩa là cái người này cái ý thức hoạt động rất là mạnh ở trên bề mặt ý thức nhiều hơn. Mặc dù trong một thời gian gần đây những cái phản ứng như thế đã giải quyết được một số việc rất là tốt cho họ, cho nên họ nghĩ những cái suy nghĩ của họ, những cái thấy của họ là đúng, cho nên đụng tới là họ phát ra liền rất là nhạy, rất là nhanh. Thì mình cũng công nhận là có những chuyện họ nói đúng, nhưng có những chuyện họ nói rất là hời hợt. Nếu họ bình tâm trở lại một chút, họ lặng sâu một chút, từ trên bề mặt ý thức họ khoan đã, họ mới lấy những cái dữ liệu có sẵn ở trong đây còn rất là nhiều, những cái hiểu biết nó chứa trong kho thức nữa mình chưa có dùng tới, mà chỉ cần một cái sức định tâm là mình lấy được nó ra, và cái câu trả lời mình rất là chính xác, rất là đầy đủ. Thì những cái người nhạy bén thông minh như vậy đó, họ rất là khó định tâm. Thông minh chừng nào là khó định tâm giữa chừng ấy. Mới vô định là nó dội ra, mới vô định là nó dội ra, tại nó không có yên được. Sự thông minh không thể yên được. Mà các vị là người thông minh mà các vị vượt qua được cái ải này đó, các vị thành công lớn đó. Thì với cái sự kiên trì đó, thiền tập là phải kiên trì. Cái tâm mình nó nhảy ra, bốc trở lại, nhẹ nhàng. Nhảy ra, bốc trở lại, nhẹ nhàng. Nếu như định là phải dùng sức để ép, thì niệm là dịu dàng, nhẹ nhàng. Đưa đối tượng nó trở về, đưa đối tượng nó trở về để quan sát. Thì như vậy, một cái người thông minh đó, là cái sức gia trì, cái công phu dành cho cái định nó phải nhiều hơn cái người bình thường. Và với cái sức thông minh đó, trải qua cái sự thuần phục của định, khi phát triển về niệm thì họ phát triển rất nhanh, rất hay và rất tuyệt. Còn nếu không có trải qua định rồi mà họ nhảy qua niệm thì cái đó chỉ là tự sự tưởng tượng mà thôi, sự chủ quan mà thôi, đó là nhận thức sai lầm mà thôi. Cho nên các vị cuối cùng rồi cũng phải ráng thực tập định và niệm cho tốt. Mình tự hỏi là mình có định chưa? Định nhiều hay là ít? Hãy kiểm tra lại định của mình. Rồi khi định khá rồi thì mình mới bắt đầu phát triển về niệm. Thì xin được tiếp tục bài này, nghĩa là áp dụng định niệm vào trong đời sống thực tế như thế nào. Xin để cho buổi sau. Cảm ơn đại chúng.